Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chủ nhật trước tôi đã chia sẻ với anh chị em về thói quen. Chúng ta biết định nghĩa về thói quen, chúng ta hiểu được thói quen xấu, thói quen tốt như thế nào. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp phần tiếp theo của đề tài. Thay đổi thói quen hay là dùng một cái từ quan trọng hơn, thay đổi hay là chết. Nếu như bạn đang sống trong những thói quen mà thói quen đó không mang lại cho bạn sự đi lên, bạn ơi, nó không phải là bạn đứng tại chỗ đâu, bạn đang thụt lùi. Cuộc sống này chỉ có hoặc đi lên hoặc thụt lùi, chỉ có hoặc là sống hoặc là chết, chứ không có là bạn đang đứng tại chỗ. Amen. Con thuyền của bạn đang ở giữa dòng sông, hoặc là bạn đi lên hoặc là bạn bị nước đẩy xuống. Bạn không bao giờ đứng một chỗ đâu. Bởi vậy cho nên đây là bài giảng muốn cho tôi và bạn thức tỉnh, thay đổi hay là chết. Nó không phải là tiền đề mà dành cho đội Tây Ban Nha sắp tới, mà người ta nói rằng Tây Ban Nha thay đổi hay là chết. Vừa rồi, cái trận đá vừa rồi khiến cho tôi và bạn đặt nhiều câu hỏi và bài học nhiều lắm. Sự khác biệt giữa Tây Ban Nha với Hà Lan ở chỗ nào? Hai đội dường như khi bước vào trận đấu này, người ta đặt cược cho mỗi đội khác nhau. Đội Hà Lan không hề có cửa thắng. Đội Tây Ban Nha đặt cửa rất là cao, có thể vào chung kết với Brazil. Nhưng khi bước vào trận đấu, điều gì lạ lùng xảy ra mà gây cơn địa chấn? Và điều gì khiến cho chiến thắng mà kinh hoàng như vậy, mà lịch sử Tây Ban Nha chưa bị thua đậm như thế bao giờ? Câu trả lời nằm ở chỗ, cái vấn đề ở chỗ là bởi hai ông huấn luyện viên. Hai huấn luyện viên này, cái vấn đề nằm ở chỗ lại không phải bởi tài của hai người, mà lại bởi cái đầu của hai con người đó. Cái đầu của hai con người này lại không phải kém tài hơn nhau, nhưng nó khác ở chỗ là một người biết được thời điểm để thay đổi, còn một người thì giữ khư khư cái thành công của quá khứ. Nếu bạn xem kỹ về lịch sử bóng đá, Hà Lan có một thương hiệu. Thương hiệu của Hà Lan từ năm 70 thế kỷ trước cho tới bây giờ vẫn như vậy. Đó là thương hiệu đá đẹp, tổng lực. Và trong đó có điểm yếu. Van Gaal, ông đã quyết định thay đổi, biến cái thương hiệu trở thành một cái không còn thương hiệu nữa. Còn huấn luyện viên của đội Tây Ban Nha giữ khư khư cái thương hiệu của 50 năm về trước cho tới bây giờ. Và thương hiệu đó gần 10 năm cuối đã bị bẻ gãy nhiều lần rồi, mà ông ta vẫn hy vọng chiến thắng thuộc về ông. Cái thắng nằm ở chỗ thay đổi. Cái thắng nằm ở chỗ thay đổi. Thành công của ngày hôm qua dù lẫy lừng thế nào đi chăng nữa, nhưng nó không thể áp dụng cho ngày hôm nay được. Đừng sống với cái thói quen thành công của quá khứ. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Một câu chuyện khác. Bạn nhìn lại tay của bạn xem. Tay bạn đang đeo đồng hồ. Tay bạn đang đeo đồng hồ. Nếu tôi hỏi bạn tại đây bao nhiêu người đeo đồng hồ dây, hoặc bao nhiêu người đeo đồng hồ điện tử, thì không dưới 80% những người ngồi tại đây giơ tay nói: đồng hồ tôi là đồng hồ điện tử. Năm 1940, đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng thế giới. Tất cả đồng hồ trên thế giới này, Thụy Sĩ chiếm 80%. 80.000 người công nhân làm việc cho hãng đồng hồ Thụy Sĩ. Mà đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng đến mức độ vào cả văn học Việt Nam nữa. Đồng hồ Thụy Sĩ có bao giờ sai? Rồi năm 1950, có một sáng kiến của một người kỹ sư đồng hồ đưa ra một sáng kiến: hãy biến đồng hồ Thụy Sĩ chạy cơ đó bằng điện tử. Nhưng vì nó quá thành công, cho nên chủ hãng đồng hồ Thụy Sĩ đã bỏ sang một bên và đuổi việc anh nhân viên đó. Cậu này mang sáng kiến của mình tới Senco, và đồng hồ Senco đã chụp được cái ý tưởng đó. Và bây giờ đồng hồ điện tử chiếm 80-90% đồng hồ trên toàn thế giới. Ngay lập tức mấy năm sau, Thụy Sĩ đồng hồ bị mất nhân công và thất nghiệp. Từ 80.000 chỉ còn có 18.000 người làm việc. Thất bại nằm ở chỗ không thay đổi. Amen. Quay sang người lân cận nói rằng chúng ta phải thay đổi.
thay đổi hay là chết. Câu Kinh Thánh Truyền Đạo đoạn 3 câu 1 đến câu 8 nó liên quan tới mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Nó liên quan tới cả mối quan hệ của bạn với vợ hoặc chồng bạn. Nó liên quan tới cả mối quan hệ của bạn với con cái của bạn. Chúng nó lớn mà tư duy của bạn không hề lớn. Chúng nó thay đổi mà chúng ta không thay đổi. Chúng ta vẫn dạy con chúng ta tuổi 18 như hồi nó 3 tuổi vậy. Không được, không được, không được, không được. Nó hỏi tại sao đồ hôn tắc đét. Và tại sao chúng nó không rời nhà bỏ đi. Bạn ơi, lỗi không phải tại con, lỗi tại chúng ta. Hãy nhớ lại 40 năm trước bạn đã từng trách ông bố bà bố của bạn. Lạc hậu, nhà quê, không biết gì. Còn bây giờ thì bạn lại phạm y chang như cái điều ông bố bà bố ngày xưa đã từng phạm. Thế chúng ta cùng nhau thay đổi, amen. Amen. Đây là sách truyền đạo cực kỳ khôn ngoan và quan trọng. Lời Chúa khẳng định và tới bây giờ vẫn giữ luật đó. Dưới trời này phàm sự gì đều có thì tiết. Mọi việc dưới trời đều có kỳ định. Bạn ngồi tại đấy không phải bạn của ngày hôm qua, mặc dù vẫn tên đó. Con người của bạn bề ngoài ngày hôm qua nó đã chết rồi, nó đã thành ra ghét rồi. Tất cả những cái mà tế bào ngày hôm qua của bạn chết, nó thành ghét rồi. Bạn nay là con người khác. Dưới trời luôn luôn có kỳ định. Dưới trời luôn luôn có kỳ định. Có kỳ sinh ra, có kỳ chết, đúng không anh chị em? Có kỳ trầm, có kỳ nhổ vật đã trầm, có kỳ giết, có kỳ chữa lành. Bạn đã từng có thời kỳ đi cố gắng chữa cái răng sâu, nhưng nó quá nặng rồi, bạn đừng tiếc nó. Tiếc nó mà mất đầu đấy. Xin tự do cho nó đi. Có kỳ chữa lành, nhưng có kỳ phải nhổ hay là phá nó. Có kỳ xây cất, có kỳ phá dỡ, có kỳ xây cất. Đúng không anh chị? Miếng đất của bạn chỉ có như vậy thôi. Mà cái nhà tranh của cụ bạn để lại, nó chiếm mảnh đất của bạn 70 mét vuông. Mà bây giờ tiền bạn có rồi, mà cứ chui ra chui vào. Tất nhiên nhà sàn thì vẫn cứ để lại được, vì nó quá xịn vì gỗ lim. Còn nếu mà nhà tranh vách đất của bạn cấp 4, thì đến lúc bạn cần phải phá dỡ thì mới xây cất được nhà khác. Có kỳ khóc, có kỳ cười. Người vợ bạn giận đẻ, khóc la hết. Nhưng khi đứa con ra đời thì không còn khóc nữa, mà phải cười. Amen. Đến đám cưới hãy cười với họ. Đến đám tang đừng cười hô hố. Có kỳ than vãn, có kỳ nhảy múa. Tiếp theo, có kỳ ném đá, có kỳ nhóm đá lại, có kỳ ôm ấp, có kỳ chẳng ôm ấp. Tôi có hai thằng con đang thời kỳ ôm ấp, nhưng một thằng chỉ còn 7 năm nữa, một thằng còn 11 năm nữa. Sau đó chúng nó sẽ rời khỏi tay của tôi và mẹ nó để người khác ôm nó, hoặc nó ôm người khác. Có kỳ tin, có kỳ mất. Bạn đã từng mua cái áo sơ mi của bạn 8 năm trước, tìm kiếm nó hoài và tìm được. Bạn ơi, đừng giữ nó chật tủ nhà bạn. Mỗi một lần dọn nhà, bạn thấy biết bao nhiêu đồ cần phải vứt. Nếu bạn không vứt đồ cũ, bạn không có đồ mới. Tất nhiên nếu bạn chơi đồ cổ thì tôi không trách. Nhưng đồ cổ của bạn thì mấy thế kỷ trước, chứ không phải đồ cổ của mốt trước. Có kỳ giữ lấy, có kỳ ném bỏ, có kỳ xé rách và có kỳ may. Cái áo của bạn để có ngày hôm nay, người ta phải xé một mảnh vải để may được nó. Cho nên cuộc đời của bạn có những cái phải được xé ra thì mới may trở lại theo đúng ý định của ông chủ nó được. Thành ra bạn đừng giữ khư khư cho nó nguyên vẹn. Cái đũa bạn đang ăn nó không thể giữ nguyên vẹn là cây tre mà muốn trở thành đũa được. Ai người ta và cơm bằng tre. Mọi người hiểu không? Tiếp theo, có kỳ nín lặng và có kỳ nói ra. Hỡi những người nữ tại đấy, bạn biết thời kỳ nào nín lặng? Lúc cần nín lặng thì toan toác, lúc cần phải nói ra thì sợ hãi im lặng. Cái đó là cái thất bại. Có kỳ yêu, có kỳ ghét. Có những giai đoạn con của bạn bỏ, vừa bỏ vừa sung sướng, nói với bạn rằng thấy chứ papa hay không, nó đi chập chững như thế này này, nó thấy hay lắm, nó yêu cái dáng đi của nó lắm. Nhưng 20 năm sau mà cứ thế này thì thôi, bố mẹ ngồi khóc rồi. Có những lúc nó phải mút tay, cắn móng tay, nó yêu cái đó. Nhưng đến thời kỳ phải ghét nó. Mọi người hiểu không? Cái đó là trò trẻ con.
Nó hợp với tuổi trẻ con nhưng không còn hợp với người lớn nữa. Thế ra có thời kỳ yêu, có thời kỳ ghét. Có thời kỳ bạn thích karaoke, nhưng bạn ơi, có chồng rồi, karaoke làm gì? Bạn hát karaoke về nhà là kara đấy. Bạn biết cái gì nó quan trọng hơn? Không còn tuổi thanh xuân nữa. Mỗi một người có vẻ đẹp riêng. Tuổi 20 vẻ đẹp 20, 40, 40 kiểu vẻ đẹp 40, 60 vẻ đẹp lão. Mỗi một cái tuổi đó đều có vẻ đẹp tuyệt vời ở lứa tuổi đó. 60 tuổi đừng mặc áo quần của tuổi thiếu niên. Người ta gọi đó là cưa sừng làm nghé. Tôi có cách cỡn mọi người hiểu không? Vẫn vui mừng ở cái vẻ đẹp ở tuổi của mình, không có gì mà phải buồn. Amen. Tiếp theo, có kỳ đánh giặc, có kỳ hòa bình. Lúc nào cần phải đánh, lúc nào cần phải làm hòa, lúc nào cần phải rõ ràng ngồi để phân tích cho vợ biết sai, lúc nào cần phải xin lỗi. Bạn cần phải hiểu được mỗi một công việc làm thành công hay thất bại phụ thuộc vào bạn biết được thời kỳ đó cần phải làm gì. Amen. 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 Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hallelujah. Cảm tạ Chúa vì những điều chúng ta vừa được nghe. Và đó là điều nguyên nhân tại sao chúng ta nghe bài giảng thay đổi thói quen này. Thói quen có nhiều khi chúng ta thấy nó tốt của quá khứ, nhưng có nhiều khi thói quen chúng ta chả biết từ đâu có nữa. Người ta làm một thí nghiệm cho ở trong một cái chuồng 4 con khỉ với một quả chuối đặt ở trên ngót, trên chốc nót của một cái cột. 4 con khỉ đói lao vào cái chuồng đó, nó phát hiện ra trên có quả chuối. Một con lao lên trước tiên, con khỏe nhất đàn lao lên để chộp quả chuối. Vừa chuẩn bị chộp đến quả chuối đó, người ta phun nước lạnh bằng cái vòi cực mạnh, phun thẳng vào mặt nó. Nó rơi từ trên rơi xuống ướt lướt thướt vào lạnh. Nó trèo lên lần thứ hai lại bị phun tiếp. Đến lần thứ ba nó không dám lên nữa. Đến con thứ hai cũng bị tương tự. Đến con thứ ba, con thứ tư cũng bị phun như vậy. Và 4 con khỉ nó không dám trèo lên mặc dù thèm chuối. Người ta rút một con ra cho một con khô vào. Con khô vào vừa nhìn thấy chuối cũng đói mà lao lên. Lần này người ta không phun nước nữa, nhưng mà khi nó lao lên, 3 con khỉ ướt kia cầm chân kéo xuống và cứ thế kéo liên tục. Người ta lại bỏ một con ướt ra cho con khô vào. Cuối cùng thay đổi toàn bộ, con nào vào cũng kéo cái con mới vào, không cho lên lấy chuối. Câu hỏi vì sao? Câu trả lời: 4 con khỉ ướt đầu tiên kéo chân bạn nó xuống vì nó biết nguyên nhân vì sao. Bởi vì lên nguy hiểm. Còn một loạt con khỉ khô sau này kéo chân chỉ vì tao bị kéo cho nên tao kéo mày. Mọi người hiểu không? Nó trở thành thói quen mà không đặt câu hỏi vì sao tao lại bị kéo chân. Và khi mới có khỉ kia nói rằng tao kéo chân mày bởi vì bị phun nước lên, nó bảo thế tao cũng bị phun đâu. Mới có khỉ kia bảo ừ nhỉ. Vì không đặt câu hỏi cho nên nó bị kéo chân. Thành ra nó kéo chân người khác. Nó bị mẹ chồng hà hiếp thì bây giờ nó hà hiếp con dâu. Hỏi vì sao lại hà hiếp con dâu? Bởi vì tao bị như thế. Và người đàn bà đó nghĩ rằng bất cứ người phụ nữ nào đều phải qua đó là môi trường huấn luyện. Xin lỗi bạn, bạn có thể thay thế tất cả mọi sự huấn luyện đó bằng cách khác. Nó là thế kỷ của chị giàu, còn thế kỷ này là thế kỷ khác. Kỷ nguyên này là kỷ nguyên khác. Nếu bạn không muốn con trai bạn khổ thì bạn thay đổi từ ngày hôm nay. Chiều con dâu chiều con trai bạn. Bạn ghét con người khác thì con bạn sẽ bị ghét. Mà bạn ơi, nhiều khi mẹ ghét con trai không khổ bằng vợ ghét chồng đâu. Nó có thể không ăn cơm của bạn nấu, nhưng vợ nó mà không cho nó ăn cái khác là nguy hiểm lắm đấy. Mọi người hiểu không anh chị em? Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Và bắt đầu chúng ta cùng nhau thay đổi. Chúng ta phải cùng nhau thay đổi. Amen. Hãy xem lại tất cả những mối quan hệ và cùng nhau thay đổi. Vợ chồng, con cái, bạn bè với nhau, công ăn việc làm. Có một thói quen nữa mà tôi nghĩ rằng 99% tại đây đều bị mắc. Chúng ta đừng nghe này. Ông Hương ơi, hôm nay trời nắng quá, đẹp quá nhỉ, đúng không? Lập tức có từ không, hôm nay trời nắng đẹp. Luôn luôn có từ phủ định trước, sau đó đồng ý sau.
bạn để ý mà xem. Hỏi cái gì đầu tiên cũng là không. Dường như con người chúng ta đang bị quy trách nhiệm từ nhỏ rồi. Thầy ra nó luôn tìm cách phủi trách nhiệm cho người khác. Con có muốn ăn cơm thịt gà không? Không, con muốn ăn lắm. Bạn để ý mà xem. Vô tình dường như nằm trong cái máu của tôi và bạn vậy. Nó phải phủ định trước, sau đó mới khẳng định sau, trở thành thói quen. Mọi người hiểu không? Trở thành thói quen. Tôi nhớ lần đầu tiên vợ chồng tôi nhìn thấy loại máy ảnh kỹ thuật số, được ai đó tặng 300 hay 400 đô la mua một cái máy ảnh kỹ thuật số tại bên Nga. Hai vợ chồng chúng tôi vô cùng vui mừng, bởi vì bây giờ không cần phải rửa ảnh nữa, cứ chụp thoải mái, chụp thoải mái, chụp thoải mái, chụp thoải mái, cái gì xấu loại bỏ, rồi sau đó cho vào computer, rồi lại trắng trơn, lại chụp thoải mái. Chúng tôi đi về phép tại bên Đức này, cái đó kỳ trại, ông mục sư người Trung Quốc đến giảng. Sau khi giảng xong rồi, đúng rồi, thằng Danny con tôi mới hơn 3 tuổi, nó cầm đàn guitar. Tôi bảo lên trên tục giảng để ba chụp ảnh đưa lên báo, đưa lên chợ ảnh rửa ra hay lắm. Nó lên nó đứng thế, trong khi tôi đang tạo thế cho con trai tôi để chụp ảnh, cái máy ảnh của tôi đã cho nó kéo dài ra rồi, còn chưa kịp cho nó thụt vào. Trong khi đang giơ tay bảo con đứng kiểu này, đứng này, cái này rơi khỏi tay tôi. Và tôi biết là không đeo dây, thành ra mới thò tay để mà đỡ nó. Thay vì đỡ nó, tôi đập cho nó một nhát nữa, nó đâm thẳng xuống nền nhà và cái rung đấy nó bẻ cong cục, ấn ấn vào không còn vào nữa. Tôi ngồi với cái máy ảnh 400 đô đó, ngồi thần mặt trên cái bục giảng tại Lorelei. Có một anh đương chụp ảnh cho trại kỳ trại ra nó, mục sư có chuyện gì đấy, hỏng máy ảnh à? Lắng nghe này, miệng tôi nói rằng thằng Danny làm rơi. Tôi không hề suy nghĩ gì nhá. Người ta đi nói rằng ô máy ảnh mục sư bị rơi vỡ à, rơi hỏng à? Tôi bảo thằng Danny làm rơi. Sau đó anh bảo ok, anh đi chụp ảnh tiếp. Tôi ngồi thần mặt, không còn nghĩ đến máy ảnh nữa. Tôi nghĩ đến bản thân tôi, sao mà quái ác như vậy. Phản xạ không điều kiện, phản xạ tự nhiên, nó từ đâu ra, nằm vùng từ trong củ chi chui ra từ lúc nào. Và tôi ra nhìn thấy tôi buồn như vậy, nói thôi anh ạ, Chúa cho mình tiền, Chúa cho mình thêm cái khác để mua cái khác đèn vào, đừng có buồn nữa. Tôi đâu có buồn vì cái máy ảnh. Bây giờ tôi buồn ở chỗ tôi đẩy tội cho con của tôi. Về đến nhà buổi tối nằm, tôi nói với em ạ, anh buồn ở chỗ anh đã đẩy tội cho con, một đứa trẻ không hề biết thanh minh. Cái đó là cái buồn. Qua những chuyện như vậy, anh phát hiện ra rằng con người tội lỗi mà nằm vùng ở trong anh, nó kinh hoàng lắm nếu không quản trị được nó. Trong khi con tôi vẫn nằm như bên cạnh, nó đâu biết chuyện gì xảy ra bố nó nửa ngày vừa rồi, vẫn chơi auto như vậy. Tôi quay sang ôm con tôi nói, Danny, hãy tha lỗi cho ba, ba đã đổ tội cho con. Nó nhá nhá. Nhưng ít ra tôi đã được giải phóng khỏi lương tâm của tôi. Tôi muốn nói như vậy cho anh chị em biết rằng có những thói quen vô thức, dường như nó đã nằm ở trong chúng ta từ hồi sinh ra rồi cả. Nó giống như là những con muỗi nằm trong quả súng vậy, không hề có lỗ trong quả súng, nhưng mà khi súng chín mở ra, muỗi bay ra từng đàn, bởi vì trứng muỗi đã đẻ vào hoa súng từ khi chưa thành quả. Chúng ta được hoài thai trong tội lỗi, và cái tội đó nằm cho chúng ta, nằm vùng trứng muỗi đã đẻ ở trong bào thai của chúng ta từ khi trong bụng mẹ rồi cơ. Và khi nó phát triển lên, nó nói được là muỗi nó bay ra. Hãy quay sang người đang cần nói rằng không phải ai đâu, tớ cũng thế đấy. Câu Kinh Thánh mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em cách làm thế nào để thay đổi thói quen này. Đầu tiên, bạn phải nhận biết nó là điều tệ hại thì mới thay đổi được. Câu Kinh Thánh sách Giăng 1, lời Chúa nói rằng chúng ta phải xưng tội của mình ra. Hãy lắng nghe, có hai cái khác nhau, một cái là từ xin lỗi, một cái là tha tội. Lỗi là có thể sửa được, còn tội không sửa được, tội phải trả giá. Những lỗi lầm của bạn có thể sửa được, lạc đường có thể sửa lại, còn tội phạm là trả giá bằng mạng sống. Thật ra mỗi một tội bạn phạm, cái giá của nó là sự chết. Vì vậy cho nên cái thói quen xấu, khi nào bạn nhìn thấy nó chỉ là thói quen mà chưa nghĩ rằng nó là một cái tội để cần phải ăn năn, thì nó vẫn tiếp tục như vậy. Mọi người hiểu không? Lắng nghe một điều nữa này. Vừa rồi các nhà khoa học phát hiện ra một điều này. Lắng nghe này.
lắng nghe này, nó hơi bị sốc một chút đấy, nhưng nó sẽ giúp chúng ta nhiều lắm. Tất cả những người nào thường xuyên và thói quen xem những bộ phim con heo hoặc là xem porno đầu chất xám ít hoạt động, nó bị thụ động, không còn lanh lẹ nữa. Và người ta so với những người mà bị khối u trong não, với những người mà có thói quen và nghiện phim sách, có ảnh hưởng xấu trong não như nhau, không hoạt động linh hoạt, nó bị thụ động trong mọi hoàn cảnh. Thói quen xấu đó giết chết sự phản ứng của con người, sự nhanh nhạy và những phát minh. Bởi vậy cho nên hãy giải phóng mình bằng cách, nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Hãy xác định những thói quen mà bạn đang có nó là tội. Còn nếu như bạn thấy nó hay, hãy tiếp tục sống như vậy. Tôi ngày hôm Chủ nhật trước đã chia sẻ, có những thói quen vô hại, còn có thói quen có hại, có thói quen có lợi. Hãy xác định xem loại nào cần phải xưng tội, loại nào ok, sửa cũng được, không sửa cũng không sao. Mọi người hiểu không ạ? Có những cái mà ví dụ như hay quẹt mũi như vậy, nó là vô hại. Nếu như bạn giảm xuống quẹt mũi thì cũng đỡ. Hoặc là móc mũi như vậy, ăn gì, nó chuyện bình thường, đó việc của bạn. Nhưng có những thói quen ăn vụng, có thói quen ăn cắp, có thói quen nghiện ngập, cá độ bóng đá, cái đó chúng ta cần phải xưng tội. Nhận biết nó là tội mới thay đổi được. Amen. Amen. Và đây là xưng tội trước mặt Ngài, không phải trước mặt cha cố, không phải trước mặt linh mục hay là mục sư. Hãy đến gặp Ngài, Ngài lớn tha tội cho bạn chứ không phải tôi. Tiếp theo, câu kinh thánh thứ hai. Để mà bạn thắng được thói quen, bạn cần phải được đầy lời Chúa từ bên trong. Sách Kinh Thánh, Thi Thiên 119, vua David nói: người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa ở trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Lòng của chúng ta được tạo bởi có một định luật, nó luôn luôn phải chứa một cái gì đó. Nếu không chứa nước thì nó chứa đầy không có gì. Nếu như cái cốc này không có chút nước ở bên trong thì có nghĩa là nó chứa đầy không có gì. Bởi vậy cho nên lòng của chúng ta nếu không có lời Chúa đầy bên trong, nó sẽ chứa đầy thế gian. Thế giới này được ngập không khí. Và nếu như nước càng bớt đi thì không khí càng chiếm lĩnh. Đổ nước vào thì không khí sẽ lập tức rời khỏi, đầy nước, không khí không còn nữa. Mọi người hiểu không? Thì đó, chai Coca-Cola của bạn nếu vặn nắp lại, ở trong đó bao nhiêu không khí thì ngần đấy mặt của nó nổi trên mặt nước. Càng đầy không khí thì chai Coca-Cola nhựa của bạn sẽ nổi hẳn trên mặt nước. Phụ thuộc lời Chúa ở trong bạn như thế nào. David nói rằng: tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Hãy qua y sang người lân cận nói rằng: lời Chúa là thuốc kháng sinh chống lại mọi bệnh tật. Điều thứ ba, nhờ Thánh Linh. Ephesians đoạn 5 câu 18. Lời Chúa nói đừng say rượu. Có một số người nói rằng: thế chưa mục sư, lời Chúa chỉ nói cho đừng say rượu, nhưng Chúa đâu có cấm uống rượu. Nhưng sau dấu phẩy có một câu đặc biệt quan trọng: vì rượu xui cho luông tuồng, chứ không phải say rượu xui cho luông tuồng. Đừng say rượu vì rượu xui cho luông tuồng. Chứ nếu như bạn bắt đầu bạn uống rượu và bia thì sự luông tuồng bắt đầu bước chân vào cuộc đời của bạn. Cho nên để tránh con cáo thò cái đuôi sau của nó vào nhà của bạn hỡi thỏ, hãy nghe lời mẹ của mình, đừng cho phép đuôi cáo vào nhà của bạn. Rượu giết nhiều người hơn cả mọi chiến tranh. Rượu phá hoại hạnh phúc hơn cả tất cả mọi sự nghèo thiếu. Rượu làm hỏng nhân phẩm của người nữ người nam hơn tất cả mọi cám dỗ tội trên thế gian này. Rượu đó là ma quỷ trong chất lỏng. Hãy cẩn thận. Amen. Amen. Hallelujah. Tiếp theo, phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy nhắc lại cùng tôi: đầy dẫy Đức Thánh Linh.
đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa là ngọn lửa ở trên đầu của bạn luôn luôn cháy. Khi bạn nhận báp têm Đức Thánh Linh, có một ngọn lửa trên đầu của bạn, bạn có bao giờ nhìn thấy nồi mặt của bạn sôi mà ruồi đậu vào không? Bạn có bao giờ thấy muối đậu vào cái đèn dầu của bạn đang ôn thi đại học không? Xin lỗi bạn, chưa bao giờ nhìn thấy ruồi muối đậu vào nồi mặt đang sôi được. Nhưng nếu như nồi mặt đó mà nguội thì cơ man nào là kiến, cơ man nào là ruồi sẽ bay tới. Bởi vậy cho nên nếu như bạn, cả bạn nữa, bạn xem chương trình truyền hình này và nói rằng đã từng viết cho tôi câu hỏi làm thế nào để ngủ cũng không phạm tội, câu trả lời nằm ở chỗ đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khi bạn ngủ, lửa Thánh Linh vẫn cháy, và lửa cháy, tôi tin chắc rằng không có một giấc mơ xấu xa nào đến đậu vào đầu của bạn. Hãy vô tay cảm tạ được Chúa Trời. Hallelujah. Amen. Bởi vậy cho nên Đức Thánh Linh đầy dẫy, lửa sẽ bốc cháy và những cám dỗ không tới với đầu của bạn. Amen. Khi bắt đầu buổi sáng bạn cầu nguyện đầy dẫy Đức Thánh Linh, tôi nói thật với bạn, đi ra ngoài phố vào thời điểm này, nhìn thấy người con gái mặc mốt quần ít vải, nó không làm cho bạn bị lao lúng. Khi bạn cầu nguyện đầy dẫy Đức Thánh Linh, đi ngang qua cửa hàng siêu thị, quần áo giá rẻ giật mình, không làm cho bạn ngoái cổ đi vào, mất buổi bán hàng. Bạn sẽ kháng cự dễ hơn. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Tiếp theo, để thắng được thói quen, bạn phải có quyết định biến đổi. Cô-rinh-tô 1 đoạn 13 câu 11, đây là một quyết định quan trọng. Mỗi một con bướm đều bắt đầu từ một con sâu, mỗi một con sâu đều bắt đầu từ một tổ kén. Vì sao lại có tổ kén? Để biến sâu thành bướm đẹp thì có một cái lỗ nhỏ mà bắt buộc con sâu đó phải quyết định chui ra. Nếu không dám chui, không muốn chui và chui một nửa thì đời của nó tàn. Con sâu đó phải quyết định chui ra khỏi lỗ của kén đó, chui hết sức của mình, chui hết sức của mình. Thằng bé nọ nhìn thấy con sâu chui ra vất vả quá, một nửa là con bướm rồi, nó thương tình, nó thương đến mức độ thương hại, mang cái kéo nhỏ cắt lông mũi ra, cắt tạm cho cái lỗ nhỏ thành lỗ to hơn, cho con bướm bướm đó chui ra dễ dàng. Và một lúc sau thấy nó lọt hẳn con người ra, nhưng than ôi, con bướm bướm quái dị này không cất cánh nổi, bởi vì đống ruột của nó vẫn bám vào cánh cuối. Thành ra nó cứ lết như vậy cả cuộc đời, vừa lết vừa chửi, thằng khốn nạn. Mọi người hiểu không? Nếu mà nó nói được, nó nói cái thằng đó cầm cái kéo, mày tránh cho bà để bà chui ra, mày cắt cái gì của bà. Mọi người hiểu không? Thành ra bạn ơi, có những điều mà Chúa bắt buộc bạn phải đi ngang qua. Bắt buộc bạn phải đi ngang qua. Bạn có bao giờ nhìn thấy chim đại bàng chưa? Chim đại bàng bay cao được là nhờ không khí. Nó mà cho vào môi trường chân không được, đại bàng rớt. Bạn đã nhìn thấy thuyền chưa? 5 cái người ở công ty TT team gì đó đã mua xuồng rồi đúng không? Cái xuồng nó chạy được là nhờ nước tạt vào mái chèo. Lực cản của nước khiến cho thuyền bơi nhanh hơn. Bạn đã bao giờ nghe suối chảy chưa? Róc rách, róc rách, nước luồn qua khom trúc, la rơi, la rơi. Bạn thử vét toàn bộ sỏi ở suối xem. Vét toàn bộ thì suối thành mương. Bởi vậy cho nên những khó khăn trong cuộc đời của chúng ta lại là một tác nhân khiến tôi và bạn mạnh hơn, cao hơn. Đừng loại bỏ khó khăn trong đời sống con bạn. Bạn đang biến nó trở thành người tàn tật. Amen. Có một vị vĩ nhân được người ta phỏng vấn. Ông ơi, ông đã già và thành công nhiều, vậy gánh nặng nhất trong cuộc đời một con người là gánh nặng gì? Ông nói rằng gánh nặng nhất trong cuộc đời một con người là không được gánh cái gì. Ông hiểu không? Không được gánh cái gì là khổ nhất đấy. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, nếu như bạn đang gánh gánh nặng của cuộc đời này, bạn còn hạnh phúc hơn kẻ không có gánh nó. Hãy nói với người bên cạnh là thật là đúng đấy.
Bạn cứ ngồi ơi, thế mà cái thằng con bắt dạy này, ôi đứa con này nó kêu quăng quăng miệng này nhức hết cả đầu, thế mày ra khỏi nhà cho tao được nhờ. Bạn ơi, nhớ một điều này, hàng chục người hàng xóm mơ ước được mấy đứa con của bạn đấy. Bạn nhìn thấy ông chồng hôi như cú, chửi bới, hãy từ từ đợi đây. Bạn mà nhả hắn ra là có người chộp ngay đây. Họ đang xếp hàng ngoài kia mà chém chuối 3 ngày không hết kìa. Bởi vậy cho nên chị em ơi, gánh nặng của bạn xin Chúa giúp cho con nhận được sức mạnh và chiến thắng nó, đừng than vãn. Amen. Gánh nặng nhất của một con người đó là không được gánh cái gì. Cuộc sống vô ý nghĩa đó là bản án tử hình cho những người mà thường xuyên tìm đi tự tử, là cuộc sống vô nghĩa đó anh chị em. Hãy quay sang người lân cận nói rằng chí phải. Câu Kinh Thánh nói rằng khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã trưởng thành, khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Hãy nhắc lại cùng tôi từ bèn bỏ. Những điều con trẻ không từ bỏ bạn, nó không từ bỏ chúng ta. Cái ngoáy mũi, cái cắn móng tay, cái ăn dỉ mũi, cái ngoáy tai giữa cơm cổng, cái ngáp đến sư tử còn sợ cái ngáp của bạn. Hôn thì che miệng, nhưng cái ọ và ngáp đó thì đến 3 nhà còn nghe thấy tiếng dàn âm thanh. Tất cả những cái đó nó không từ bỏ chúng ta. Mọi người hiểu không? Hồi xưa năm 80, 83 của con tí mốt là nhổ nước bọt, cứ đi tẹt tẹt mà toàn cứ như là con gà đấy nhỉ. Ta tôi không hiểu là lan cho em coi thấy cái mốt không, mốt là, hoặc là nhổ nước bọt khắp chỗ nào thấy nước bọt bầy nước bọt. Rồi có một cái kiểu khác, một thời gian sau rồi nó thổi mà thổi bong bóng thành quả bóng á, ngồi thi với nhau trong 1 phút là mỗi thằng nào được bong bóng từ nước bọt ra nhiều nhất cả lớp luôn. Đó, thành thói quen đấy. Những cái đó phải bỏ, những cái đó phải quyết định bỏ nó mới đi. Thế nếu chúng ta không quyết định bỏ thói quen xấu đó, nó không rời khỏi chúng ta, nó không rời khỏi chúng ta. Amen, amen. Đó là quyết định của cá nhân mỗi chúng ta, không ai ép được đâu, không ai ép được đâu anh chị em. Thế ra bạn ơi, nếu bạn là người cha người mẹ, hãy trang bị cho con của mình kỹ năng để nó ghét cái đó thì nó mới bỏ được. Đừng bắt nó phải bỏ. Hỡi những người trưởng nhóm tế bào và mục sư hội thánh, đừng bao giờ ép người ta phải bỏ điều gì. Tốt nhất trang bị cho họ biết cái quái ác và hậu quả tê hại của thói quen đó, còn họ sẽ tự động. Hãy trang bị nhiều hơn. Cách này chưa hiểu, trang bị cách khác. Đừng bao giờ đội đít một người lên mái nhà mà người đó không muốn trèo lên. Amen. Amen anh chị em. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Có bao nhiêu người khác muốn cần giúp đỡ thì bạn lại đội đít một người nói ừ không muốn lên đâu. Thời gian của bạn có hạn, sức của bạn có hạn. Hãy tìm người muốn trèo lên mà không trèo lên được. Còn cái kẻ mà không muốn trèo lên, bạn đội đít nó lên. Thậm chí có những người còn giục cả một tiểu đội, đội một cậu lên mái nhà, lên xong nó lại nhảy xuống. Khổ không? Trong khi cả một tập đoàn đang ngồi đợi lên thì chúng ta không giúp. Thành ra hãy biết đổ sức vào đâu. Dưới trời đều có thời kỳ của nó, kỳ định của nó. Tiếp theo, Côrintô 1:15, câu này rất là quan trọng. Hallelujah. Hỡi những bậc phụ huynh, hỡi những con người ngồi tại đây, đây là một điều vô cùng quan trọng quyết định thành công của bạn này. Anh em chớ mắc lừa bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Nếu như bạn chỉ bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai. Nếu như bạn chỉ cho tôi biết những loại sách nào bạn thường đọc trong phòng kín, tôi sẽ chỉ cho bạn biết bạn là ai. Những việc bạn làm mà không ai nhìn thấy, đó chính là con người thật của bạn. Lời Chúa nói, bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Hỡi những bậc phụ huynh, hãy để ý tới bạn của con mình nhiều hơn. Hãy thường xuyên làm bữa tiệc mời bạn của con bạn tới nhà. Đừng có ngăn cấm con của bạn, nó sẽ lẩn đằng sau lưng bạn tiếp tục giao lưu với hội đó, còn bạn không hề biết tụi nó là ai. Hãy thật là bình tĩnh, vui vẻ, tôn trọng những đứa bạn đó, mời đến nhà thoải mái trò chuyện. Trong khi bạn trò chuyện như vậy,
bạn sẽ tiếp cận xem bố mẹ nó là ai, nó là ai, và biết được con của chúng ta giao du với loại nào. Vì Kinh Thánh chép rằng bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Amen. Mời anh Cẩn lên phía trên này được không? Anh ngồi xuống. Mọi người để ý, anh ngồi xuống mặt phía tôi. Người bạn, ông Cẩn nói: "Một chú ơi, giúp tôi khỏi hố." Tôi bảo: "Ok." Đây là cái người mà không hề chuẩn bị trước cách giúp người vượt khỏi hố này. "Ok, đưa tay đây." Lao lên, ông Cẩn nữa, ông nặng quá. Khi kéo một hồi xong, ông kéo tôi nhảy xuống dưới. Bởi vì tôi không có chỗ nào bám. Tôi là nhiệt tình mà không hề có kỹ năng. Thật ra giúp người này và mình chết cùng luôn. Cảm ơn anh về chỗ. Một người đang giã gạo trong cái chuối: cứu tôi. Và một người mới tập bơi nhảy xuống cứu, ôm chặt chết cả hai. Vì sao? Nhiệt tình cứu người nhưng không hề biết rằng chả cứu được con người đa ngấp ngoài này. Có cái người khác, chủ lão Lê Hoàng Vượng, biết bơi giỏi, và chiến sĩ Trường Sơn đã từng vượt sông gì hả, Thạch Hãn à, sang bên kia rồi. Ông ngồi, tôi kêu: "Chủ lão, Đức có đông trung đang bị chết đuối kìa, đang ra đảo kìa." Chủ lão bảo: "Thế sao mục sư không xuống cứu? Mà tôi đâu biết bơi đâu mà xuống, chủ lão xuống đi." Thì ông tiếp tục làm cốc chè, nhấp nhấp, nhìn ngắm một hồi. Tôi bảo: "Chủ lão dã man, tại sao đến bây giờ vẫn ngồi đây?" Ông vẫn ngồi nhìn một hồi, thấy Đức đưa tay: "Xin chào." Hạ cánh xuống, ông thấy cởi áo nhảy tung xuống, tung tóc Đức, tóc Đức vẫn còn, kéo lên, hô hấp nhân tạo, Đức sống lại. Hỏi ông Vượng: "Tại sao ông đến bây giờ mới cứu?" Ông Vượng nói rằng: "Mục sư ạ, cứu được người chết đuối là chỉ khi nào nó chết đuối thì mới cứu được nó, còn nó gần chết đuối mà xuống cứu là mình đuối chết cùng nó. Mà nếu như cứu gấp đó, phải đập cho nó một nhát để nó dính, và đó mới cứu được." Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Và vậy cho nên bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Bạn đừng có nhiệt tình quá mấu đến làm chứng cho nó một hồi xong bạn đi ra khỏi nhà nó bắt đầu rượu say lễ tử rồi. Bạn đang nói rằng là đi cứu bỏ say rượu, cuối cùng là 3 tiếng đồng hồ làm chứng, một hồi nó làm chứng lại cũng là bạn uống rượu say bí tỉ. Đó, kinh nghiệm 20 năm trong chức vụ của tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Có một người bây giờ đang hầu với Chúa tại Việt Nam, mới tin Chúa được 3 tháng. Anh đến ở chúng tôi một thời gian sau, anh nói rằng: "Mục sư, cầu nguyện cho tôi để Chúa sức giàu." Tôi bảo: "Để làm gì?" "Ngày xưa trước khi tin Chúa, tôi thường đến một cái ổ điếm người Nga. Bỗng nhiên Chúa nhắc nhở tôi rằng hãy vào đó làm chứng cho bọn điếm đó tin Chúa Giêsu." Tôi đặt tay: "Xin ông, xin ông đừng ra gió." "Bảo mục sư đâu? Đức tin ở chỗ nào? Danh Chúa Giêsu ở đâu?" Tôi bảo: "Tôi không thể cầu nguyện cho anh được, anh ở nhà đừng đi, học tư lý cơ bản còn chưa xong đi xung chặt làm gì vào bãi mìn đó." Bảo: "Không, tôi có Đức Thánh Linh và đầy dẫy." Tôi bảo: "Nhất định không cho phép anh đi, cái đấy nguy hiểm lắm, ông luẩn ông đi." Tôi mới nói rằng: "Cấm không cấm được đâu anh chị em, hỏi mình đi." Anh nói rằng: "Tôi sẽ đi xong buổi chiều tôi về để báo cáo kết quả." Tôi bảo: "Tôi không cho phép anh đi, nguy hiểm lắm, ông đi." Lòng tôi biết ông ấy đi rồi. Chúng tôi kêu gọi mọi người cầu nguyện cho con người này ra chiến trường. Ngày đầu không thấy, ngày sau không thấy, ngày thứ ba tối khuya mới xuất hiện. Ông ấy đứng ở cửa không dám vào nhà. Mở cửa ra tôi bảo: "Chào ông." "Xong rồi." Tôi bảo: "Tao ngồi im đây uống cốc chè, thế nào là xong rồi?" "Mục sư ơi, kinh quá." "Bảo cái gì mà kinh? Ngày xưa phải mất tiền, còn bây giờ mới bước vào nó bảo free." "Yeah, 3 ngày free. Sao mà nó tốt thế?" "Bảo xin lỗi, mà mấy con bé đó không tốt gì đâu. Nó đang bởi một thế lực đứng đằng sau có tên là ma quỷ. Bỗng nhiên nó hảo tâm đến mức độ như vậy đó." Bà nói rằng nhất định không trích thuốc phiện ma túy nữa. Và bạn gặp lại những người bạn keo kiệt bùn xỉn ăn cắp tiền của bạn, bỗng nhiên nó trở thành kẻ hảo tâm: "Tao cho mày 3 tháng trích không mất tiền." Bạn ơi, ma quỷ nó ma lanh hơn chúng ta nhiều lắm. Bạn không khôn hơn được Đức Chúa Trời, bạn không quyền năng hơn được Đức Chúa Trời. Nếu như Ngài nói rằng anh em chớ bị mắc lừa, anh em đừng tự mắc lừa mình. Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Bạn tiếp giao với những kẻ hay nóng giận,
sớm muộn gì tính bạn cũng nóng giận như vậy. Bạn hay tiếp giao với những người hay nói xấu người khác, sớm muộn gì bạn cũng nâng cấp. Bởi vậy cho nên hãy cùng nhau thay đổi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Câu kinh thánh cuối cùng, châm ngôn 24 câu 16, sau đó chúng ta cầu nguyện kết thúc. Vì người công bình dầu sa ngã 7 lần cũng trỗi dậy, còn kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ, ngã 7 lần vẫn đứng dậy. 7 lần đây không phải là 7 lần, mà số 7 đó là số nhiều. Có thể bạn 8 lần, 10 lần, 20 lần, 70 lần đều phạm lại cái tội đó. Nhưng bạn ơi, cái vấn đề không phải là bạn ngã, mà vấn đề bạn có đứng dậy hay không mới là điều quan trọng. Người ta nói rằng giá trị của thành công lại không phải là bạn đạt được cái gì, mà giá trị thành công của bạn lại phụ thuộc vào cái giá mà bạn phải trả cho thành công đó. Mọi người hiểu không? Có những người được ơn trong bộ nhớ, có thể học 100 từ nhớ 80 từ, thành công. Họ có ơn từ nhỏ. Còn bạn học 10 quên 9. Nhưng khi bạn nhận được cái bằng tiếng Đức đó, cái giá của bạn người ta đánh giá cao hơn một kẻ có khả năng. Mọi người hiểu không? Một người không có điều kiện mà sự bền bỉ kiên trì mà vẫn nhận được thành công, cái giá trả cho nó đó, nó được coi trọng hơn là một người tự dưng được, từ một người nông dân nghèo khổ mà trở thành triệu phú, được đánh giá hơn là con vua được thừa hưởng gia tài của cha mẹ để lại. Vị vua nước Anh đi dạo ở trong công viên, ông hay cải trang để mặc quần áo thường dân. Ông rất là buồn và bất hạnh. Ông nhìn thấy có một lão già vừa ngồi trên ghế đá, vừa nhìn chim hót, vừa hút sáo. Ông nhìn thấy con người sao mà hạnh phúc thế. Ông lại gần nói: "Ê lão già, ông bằng tuổi tôi, ông là người hạnh phúc phải không?" Lão già nói: "Đúng, tôi là người hạnh phúc." Vua hỏi: "Ông là ai mà lại hạnh phúc như vậy?" Ông già nói: "Ta là vua." Vua nước Anh giật mình đặt câu hỏi: "Tôi là vua mà lại có một lão xưng mình là vua, hoặc là thần kinh, hoặc là vua ở đâu? Trên ai? Hỏi ông là vua trên ai?" Lão già kia nói rằng: "Tôi là vua trên chính tôi." "Tôi là vua trên chính tôi." Vua nước Anh trên đường trở về cung của mình suy ngẫm về lời nói của lão già: "Mình là vua của 1/2 địa cầu trên thế giới này, nhưng không làm vua được trên chính mình." Còn cái lão kia kìa, lão đã làm vua được chính bản thân ông ta. Nếu ông ta được sinh ra từ vua, ông ta còn làm nhiều điều tốt hơn mình nữa. Mọi người hiểu câu chuyện vừa rồi không? Bởi vậy cho nên có thể bạn ngã 80 lần trên cái tội đó, còn người khác họ chỉ 3 lần đã vượt qua được. Nhưng bạn ơi, cái vấn đề phải thắng cơ, đừng nằm sải dài. Bạn mà thắng được sau 3.000 lần mà thắng được, cái giá của bạn nó được cộng điểm hơn một người mà tự nhiên thắng. Bởi vì nó không phải điểm yếu của anh ta, điểm yếu của anh ta ở chỗ khác cả. Mọi người hiểu tôi đang nói gì không? Bạn yếu ở điểm này nhưng mạnh ở điểm khác, còn người kia lại mạnh đúng điểm yếu của bạn nhưng lại yếu ở điểm mà bạn đang mạnh. Bởi vậy cho nên khi bạn vượt qua điểm yếu của mình mà thắng được, thì bạn càng ngày càng hoàn thiện hơn kẻ mà không thắng được điểm yếu, vấn đề khác của nó. Bởi vậy cho nên đừng nhìn vào người lân cận yếu ở chỗ nào, hãy nhìn vào bản thân bạn và nhìn vào Chúa, để ngày hôm nay chúng ta cùng nhau thay đổi. Thay đổi hay là chết, đó là quyền của bạn và của tôi. Thay đổi hay là chết. Mời những con người chọn sự sống đứng dậy. Chúng ta cùng nhau đến với Chúa cầu nguyện. Tôi muốn mỗi chúng ta hãy để ý tới lời của Ngài ngày hôm nay. Hãy suy xét vào trong đời sống của mình, trong mọi lĩnh vực. Dưới trời này luôn có kỳ định của nó. Nếu như mối quan hệ của bạn với vợ, với chồng, với con cái mà bạn không chịu thay đổi, bạn sẽ phải trả giá cho nó. Hỡi con cái Chúa, trước khi cầu nguyện mở mắt nhìn tôi này, sớm muộn gì tôi và bạn phải thay đổi.
Nếu bạn không tình nguyện thay đổi từ bây giờ thì cuộc sống này sẽ bắt bạn phải thay đổi. Nếu bạn không thay đổi bây giờ qua lời mà bạn vừa được nghe để thay đổi mối quan hệ với vợ chồng con cái, thì đến một lúc bạn sẽ đánh mất nó, và lúc đó bạn mới phải thay đổi. Chúa không muốn chúng ta phải bị thay đổi, mà Chúa muốn chúng ta khôn ngoan nghe lời Ngài và làm theo ngay từ bây giờ, để bạn hưởng được phước trong mối quan hệ mà bạn đang có. Đừng để cho nó mất mới thấy nó quý. Tài sản của bạn cũng vậy, công ty của bạn, công việc của bạn, ước mơ của bạn, đó là điều mà tôi muốn kêu gọi anh chị em. Amen. Tôi không ép bạn phải thay đổi. Tôi kêu gọi bạn hãy chấp nhận sự thay đổi. Chả có một ai lại muốn thích bị phải thay đổi cả. Nhưng bạn lắng nghe lời hôm nay, bạn nhìn thấy kết quả hậu quả của những thói quen xấu hủy phá thanh danh của mình, thì ngày hôm nay nói rằng: Chúa ơi, hãy tha thứ cho con, hãy giúp con thay đổi. Chắc chắn Chúa sẽ giúp cho bạn. Amen. Nào hãy đến với Chúa cầu nguyện. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài ngày hôm nay. Hãy giúp cho mỗi chúng con tiếp nhận lời đó để thay đổi vì cớ danh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Tôi muốn nhắc anh chị em, việc của bạn cần làm xác định được những thói quen xấu đó, ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. Sau đó tôi sẽ cầu nguyện và bắt đầu rời khỏi căn phòng này. Bạn cần phải hoạch định chương trình của bạn. Bạn có thói quen xấu nào thì bắt đầu từ ngày mai làm quyết định sẽ không làm điều đó nữa. Chiến đấu từng ngày một. Xin Chúa, bạn đừng đặt chương trình 3 tháng nữa. Đặt chương trình chỉ: Chúa ơi, ngày mai con không uống rượu nữa. Ngày mai con không nói xấu người thứ ba nào nữa. Ngày mai con không nói dối nữa. Xong một ngày rồi, cảm tạ Chúa và nói rằng: Chúa ơi, ngày mai nữa. Đừng đặt một cái mục tiêu quá xa. Hãy đặt từng bước một. Bạn không nhảy cách được 3 cầu thang đâu. Xoạc cẳng sái hàm đấy. Hãy đi từng bước một. Làm sao trong vòng 1 tháng trời bạn thực hiện cái điều đó, không phạm điều gì cả. Mọi người hiểu không? Tiếp theo, hãy xây dựng mối quan hệ với những người mà thành công trong lĩnh vực đó. Ai đã thành công ở lĩnh vực đó, hãy kết bạn, hãy đến gặp gỡ họ, kết bạn. Đừng đi lại với những người bạn bè cũ mà hay rủ dây bạn phạm điều đó. Bạn bè xấu làm hư thói nên tốt. Điều thứ ba, nếu một ngày nào đó lại phạm trở lại, ma quỷ nó sẽ thổi vào đầu bạn. Xong rồi, những thành công của mày 2 tuần vừa rồi công cốc rồi. Bạn nói: lui ra khỏi ta, tên lừa đảo. Hãy làm lại: Chúa ơi, tha thứ cho con, ngày mai tiếp. Bạn sẽ phạm tội hay ngã cách xa nhiều hơn. Đừng sợ khi bạn ngã. Amen. Amen. Nào bây giờ hãy giơ cao tay của mình lên. Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn. Khi bạn ăn năn những thói quen xấu đó, tôi cầu xin cho Đức Thánh Linh đổ đầy ở trên bạn. Tôi cầu xin cho chính Ngài cho bạn khao khát lời của Ngài để đầy dẫy trong lòng của bạn. Bạn phải được mạnh từ bên trong. Một ông lão 80 tuổi già yếu có thể đắp 10 cái chăn vẫn thấy lạnh. Quan trọng ở trong bạn trước tiên. Người ngoài không giúp được bạn đâu nếu như bạn không cố gắng từ bên trong của mình. Cha ơi, đây là những cánh tay mà anh em chúng con giơ cao lên và nói rằng: thay đổi ngày hôm nay hay là chết. Chúng con muốn không phải chỉ hội thánh phát triển, mà gia đình của mỗi chúng con, cá nhân của mỗi chúng con, trong tài chính, tình cảm, hạnh phúc trong hôn nhân, chúng con cần phải được thay đổi từ cơ bản bên trong của mình. Nguyện thân của Ngài đầy dẫy cho những con người này. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ma quỷ hãy lùi khỏi những con người này và không được quyền nói dối họ nữa. Con cảm ơn Chúa. Những cánh tay giơ lên đây là đồng lòng cùng con nói với Chúa rằng: hãy giúp chúng con, Chúa ơi. Không ai tốt hơn ai tại đây cả. Mỗi chúng con đều có điểm cần phải nhờ cậy Ngài. Hãy giúp chúng con, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài. Con giao phó anh chị em chúng con trong tay của Chúa. Và hết thảy chúng con hiệp tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.